vâng, Vets 3 Tuấn Cương cảm ơn tất cả những vị khách hàng đến với Tuấn Cương trong ngày cuối tuần hôm nay. Đó, thực quý cô chú anh chị cách đây đủ khoảng 2 3 bữa thì Tuấn Cương cũng bán khá nhiều các cái dòng sản phẩm Vets 3. Và cũng có đăng một vài bài đăng trên các uh, nền tảng như Zalo, Facebook để uh, anh chị em có xe chia sẻ cho Tuấn Cương thì đây như anh chị em đã nhìn thấy trên màn hình đây. Từ hôm qua tới hôm nay là các anh chị em đồng nghiệp rồi các khách hàng cũng đã đến và ủng hộ Tuấn Cương những chiếc xe rất là mới và cực kỳ keng toàn đời cao thôi đấy và trong ngày hôm nay thì Tuấn Cương cũng đã phục vụ được ba khách hàng đến với Tuấn Cương trong ngày hôm nay và cũng còn một số uh, xe đang bày bán tại địa chỉ của Tuấn Cương 148 150 Phan Đăng Lưu phường 3 quận Phú Nhuận thành phố Sài Gòn đấy và anh chị em uh, muốn theo dõi hết và một cái video rất là dài sau cái video này đó thì Tuấn Cương sẽ báo giá lần lượt từng chiếc từng chiếc một cho quý cô chú anh chị em và anh chị em quan tâm ủng hộ à, chia sẻ like đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn Cương nhé đó và đây bây giờ Tuấn Cương sẽ quay lại tất cả những vị khách hàng đã đến với lại Tuấn Cương trong ngày cuối tuần hôm nay đầu tiên là một anh trai đến với Tuấn Cương từ quận tư với một chiếc xe Metley 150 Tuấn Cương bán cho anh và bao sang tên rút hồ sơ cho anh. Chính vì thế Tuấn Cương cả lại số sườn số máy và một à, vị khách hàng rất là nhanh gọn đến với Tuấn Cương qua hai ba tin nhắn trên Zalo vì cũng đã xem kênh TikTok cũng như YouTube của Tuấn Cương rồi. Một chiếc xe 150 đó 150 2022 và cũng làm hồ sơ giấy tờ đầy đủ cho hai anh chị về quê Đồng Tháp. Đó và sẽ rút hồ sơ để anh chị về Đồng Tháp đăng ký lại mới như xe mới vậy anh chị em nhé. Tất cả xe bên Tuấn Cương là bán đều có bao rút hồ sơ toàn quốc. Đấy chiếc xe này là Tuấn Cương sẽ gửi về dưới Đồng Tháp. Đấy chị địa chỉ nha anh chị là ở Hồng Ngự. Thì Tuấn Cương gửi về thì anh chị nhận xe đó anh chị đã chuyển tiền cho Tuấn Cương rồi và cũng đã làm các cái thủ tục công chứng và làm thủ tục cả số sườn số máy lại hết rồi. Bây giờ Tuấn Cương gửi vào đây. Đây là quá trình gửi một chiếc xe đi à, về các cái trành xe cũng như à, nếu anh chị em mà mà Tuấn Cương có thời gian thì có xe bán tải hoặc xe chuyên chở chở chúng tận nơi cho anh chị em. Đó là những cái à, khách hàng ở tỉnh nha anh chị em. Còn đối với các anh chị em ở Sài Gòn này thì có thể đến chạy thử xe, test xe rồi là tất cả những cái thủ tục làm nhanh gọn hơn là những khách hàng ở tỉnh như thế này anh chị em và đó bây giờ Tuấn Cương sẽ ship về dưới Hồng Ngự cho chị một lần nữa thì hệ thống Vespa Tuấn Cương cũng xin cảm ơn anh chị rất là nhanh gọn với một vài dòng tin nhắn trên Zalo đó cũng đã chốt một con này để cho anh chị 75 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị về dưới Đồng Tháp Hồng Ngự Đồng Tháp nha anh chị em đấy <laughs> Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy thì lại tiếp tục à, buổi tối. Đây bây giờ là 6 giờ tối hai bạn trẻ đến với Tuấn Cương. Đó, hai bạn này là chốt với Tuấn Cương một chiếc xe V3 màu trắng xanh rất là đẹp đây quý cô chú anh chị. đó, con ở trong góc trong cùng đó lắp kiến. Và cũng như các cái xe Tuấn Cương phục vụ anh chị em trong ngày hôm nay và cũng sẽ làm tất cả các cái thủ tục giấy tờ mua bán công chứng và cũng cài lại số sườn số máy hỗ trợ em về để em có thể bấm tên biển số của em luôn đấy một lần nữa cảm ơn em rất nhiều và cũng cảm ơn tất cả những quý vị khách hàng đến với tuấn cương trong ngày cuối tuần thứ bảy ngày hôm nay nhá đó bên tuấn cương còn rất rất nhiều những sản phẩm nữa mà anh chị em à, có thể vào kênh youtube hay là vào các cái bài đăng của tuấn cương trên à, à, facebook cá nhân hay là zalo số điện thoại của tuấn cương để ở dưới phần mô tả anh chị em nhé rồi cảm ơn tất cả những vị khách hàng đến với tuấn cương trong ngày hôm nay và tuấn cương hẹn gặp quý cô chú anh chị tại cửa hàng của tuấn cương xin chào và hẹn gặp lại